Xin chào cả nhà. Số hồi Đài Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em bình thủy hiệu Joy Z Juicy nhá các bác nhá. Con này dung tích 4 lít này các bác này. Đấy, hình thức thì cực kỳ là đẹp luôn. Nó không khác gì một cái bình mới nhá các bác nhá. Đấy, mới kính con luôn. Tuy rằng đế rất là sâu 2006. Các bác nhìn này, 2006 nó được sản xuất tại Nhật luôn, Made in Japan. Đấy. Nhưng mà hình thức của nó thì tất cả zin 100% nhá. Bên em về không làm bất kỳ một cái gì cả. Đấy, zin tuyệt đối luôn các bác ạ. Trắng đẹp, trắng tinh, bóng loáng, không một vết chảy xước. Cam kết với các bác là zin 100% nhá các bác nhá. Hình thức con này thì đã đẹp khỏi bàn luôn. Trắng nó lại là màu trắng tinh luôn, trắng sướng luôn nhá các bác nhá. Này các bác nhìn này, quên bình đẹp không? Đấy, đết sâu và kể cả cái chỗ hơi nước bốc lên cũng không hề có một tí ố vàng nào luôn nhá các bác nhá. Chứng tỏ sử dụng rất chi là ít điện, 100V công suất. Công suất là 985W các bác nhá. Đẹp long lanh luôn. Con này bên ngoài, hình thức bên ngoài đây, quay chi tiết cho các bác đẹp khỏi bàn luôn. Trắng tinh, zin 100%. Đấy, con này thì cách sử dụng như sau các bác này. Cái này là hình thức bơm, chọn bơm nhá. Một nhịp, nhịp hai này, bơm ra nước này. Cái này là chọn chế độ nhá. Cái này đặc biệt nó có chế độ pha sữa này. Đấy, 60, 80, 90 về 98 độ C. Đấy, có chế độ pha sữa. Cái này là hẹn giờ nha các bác nhá. Nó cái hẹn giờ từ 4 giờ đến 10 tiếng đấy, 4 tiếng đến 10 tiếng. Và con này đây, đun sôi lại. Các phím bấm hãng còn nhịp rất là đẹp luôn. Đấy, ấn nhẹ tênh luôn các bác nhá. Màn hình hiển thị nhiệt độ này. Đấy, có chế độ pha sữa này. Trắng đẹp, tem mác còn nguyên đầy đủ ở bên trong này các bác nhá. Lòng bên trong đẹp long lanh xuất sắc luôn. Đây lòng bình đây các bác nhìn này. Đấy, vừa em test thì là cái hơi nước nó đọng lên thôi, còn đâu còn mới lắm. Xanh ngắt lòng luôn, như mới. Mặt inox này, gioăng cao su zin xịn này, đẹp chưa? Đấy, gioăng zin dày nhá. Cái dòng gioăng này rất dày luôn. Gioăng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, của nó là một lửa màu xanh, một lửa màu trắng. Gioăng rất mềm nhá các bác nhá. Đấy, mềm chưa? Mềm sầu luôn, cực kỳ đẹp con này. Đết sâu mà hiếm luôn nha các bác nhá. Đến 2006 mà quá đẹp luôn. Như một cái bình mới. Như sử dụng rất ít luôn nha các bác nhá. Con này em test ngon lành rồi. Mọi chế độ hoạt động ok luôn nha các bác nhá. Bơm điện tử ok này. Nhiệt độ sôi ở nhiệt độ 100 độ C. Tự động ngắt. Tất cả mọi hoạt động ok hết. Con này em bán cho các bác này. Giá này. Dung tích 4 lít nha các bác nhá. 1 triệu em bao ship cho các bác. Bảo hành cho các bác 6 tháng. Đấy. Con này được sản xuất tại Made in Japan luôn đây này. 1 triệu con này nhá, bao ship này, bảo hành 6 tháng. Mọi chức năng hoàn hảo. Đấy, bác nào lấy thì cọc trước cho em 100.000 còn lại nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nhá các bác nhá. Bác nào cần thì alo em số điện thoại 0934230664 ạ. Em xin chào các bác ở các video sau ạ.